Những ngày mùa gặt hái với những bông lúa vàng chịu nặng, được người nông dân quẩy từ cánh đồng về nhà, mang nặng nghĩa tình của người quê hương, là cảnh sắc tiêu biểu nhất, bởi đó là biểu tượng của ấm no hạnh phúc của họ. Tiết mục vui ngày hội mùa qua sự thể hiện của tổ liên gia số 3 xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Và đây là một cái tiết mục phải nói là rất là công phu mọi người ạ. Nó rất là nhiều cái đào củ mà tượng trưng cho những cái dụng cụ của ngày xưa đó. Và hiện tại bây giờ thì những cái văn hóa văn nghệ như này thì vẫn còn có thể là tái diễn lại những cái văn hóa truyền thống này. Và đây là một cái điều múa phải nói là mang một cái văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thôi.